Nếu như trước đây, vị trí là yếu tố đầu tiên tạo nên giá trị bất động sản, những căn hộ khu vực trung tâm luôn có giá bán cao, thì hiện nay việc ứng dụng các giải pháp công nghệ tiện ích trong sinh hoạt tại căn hộ đang là mối quan tâm của rất nhiều người dân. Có thể gọi các thiết bị này hiểu được lệnh của chủ nhà, nhờ vậy mọi hoạt động quản lý căn hộ sẽ trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn. Tuy giá bán mỗi căn hộ ở tầm trung cấp, song yếu tố thông minh của căn hộ đã ngay lập tức tạo nên sức hút lớn đối với người tiêu dùng. Thì tôi cảm nhận là cái gói căn hộ thông minh này nó rất là tốt. Tôi có thể chủ động điều khiển căn hộ của mình khi mà tôi không có nhà quan sát chăm sóc con cái. Trong những lúc mà làm việc căng thẳng thì tôi có thể mở lên để mà nhìn con mình xem có vui không. Thì tôi cảm thấy như vậy là để tôi có thêm năng lượng để mà làm việc. Khi mà tôi làm việc thì tôi có thể rất là nhiều việc. Ngồi một chỗ thì vẫn có thể điều khiển ngôi nhà của mình như là tắt đèn hoặc là đóng rèm. Để đáp ứng nhu cầu của người dân đối với ngôi nhà không chỉ đẹp, sang trọng, tiện nghi mà còn phải thông minh, hiện đại, ngày càng nhiều khu đô thị áp dụng giải pháp nhà thông minh trong các căn hộ sang trọng cao cấp của mình để thỏa mãn nhu cầu của người sử dụng. Thì sở dĩ mà chúng tôi muốn là mỗi căn hộ chúng tôi đưa vào cái hệ thống điều khiển thông minh. Lý do là theo cái xu hướng của thế giới cũng như là cái nhu cầu của hầu hết những cái khách hàng trí thức trẻ, ngoài vấn đề về tiện ích sống, chức năng sống của một cái căn hộ đáp ứng đầy đủ thì người ta vẫn muốn có một cái sự kết nối với cái căn hộ khi người ta đi công tác xa cũng như khi người ta đi làm. Lý do là người ta quan tâm đến vấn đề về an ninh. Gần đây nhất, BKAV Smart Home đã chính thức hợp tác với Phú Mỹ Hưng để triển khai hệ thống nhà mẫu ứng dụng công nghệ nhà thông minh cho dự án Green Valley tại thành phố Hồ Chí Minh, nhằm đem đến cho người tiêu dùng một sản phẩm nhà ở thực sự hiện đại, thông minh và đẳng cấp. Thông qua một giao diện trực quan 3D, chủ nhà có thể điều khiển từ xa hệ thống ánh sáng, rèm màn, kiểm soát môi trường, an ninh, giải trí, bình nóng lạnh trong nhà chỉ qua một chiếc smartphone hay tablet. Đây là giải pháp điều khiển ngôi nhà theo các kịch bản được lập trình thông minh của tập đoàn công nghệ BKAV. Giải pháp nhà thông minh BKAV Smart Home thì lại là giải pháp duy nhất trên thị trường hiện nay, tức là ứng dụng được những công nghệ tiên tiến và mới nhất, cụ thể như là công nghệ truyền dữ liệu không dây, kết nối các thiết bị điều khiển với nhau thành một hệ thống mạng và mình điều khiển theo các kịch bản thông minh. Một công nghệ nữa mà BK được ứng dụng vào đó là công nghệ 3D. Chúng ta có thể điều khiển trực tiếp các thiết bị điện tử thông qua diện 3D được mô phỏng giống như thực tế trên thiết bị smartphone hoặc là tablet. Trên phạm vi toàn cầu, xu hướng nhà thông minh trở nên phổ biến khi nhu cầu đối với những ngôi nhà không chỉ đẹp, sang trọng mà còn thông minh, hiện đại, tiện nghi và tiết kiệm năng lượng dần trở thành một tiêu chuẩn. Theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó, bởi trong năm 2015 đã có một số dự án ở Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung đã ứng dụng thành công nhà thông minh, thu hút những người yêu công nghệ, đặc biệt là giới trẻ. Chúng ta thấy các cái thiết bị cảm ứng thông minh bây giờ lại ngày càng rẻ, và như vậy là rất nhiều cái dự án căn hộ chung cư là người ta đã tích hợp các cái thiết bị đó, các cái tiện ích đó cho người tiêu dùng. Cho nên trên thị trường đã xuất hiện những loại căn hộ thông minh, những loại căn hộ đó dần dần nó được tích hợp nhiều hơn các cái thiết bị, và có thể nói rằng hiện nay đó cũng là một xu thế lựa chọn, và đặc biệt đó là một lựa chọn của giới trẻ. Thì chúng tôi phải trang bị một cái sự kết nối giữa căn hộ với khách hàng, đó là trang bị một cái hệ thống điều khiển thông minh mà qua điện thoại, qua iPad đó, thì khách hàng có một sự kết nối với cái căn hộ thông minh của mình. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng để có được giải pháp nhà thông minh đòi hỏi chủ đầu tư phải có nguồn lực tài chính vững mạnh, năng lực cập nhật và ứng dụng các xu hướng công nghệ mới nhất của thế giới, phải thấu hiểu nhu cầu và sở thích của khách hàng. Mặc dù đã xuất hiện tại thị trường Việt Nam gần 3 năm qua, nhưng đến nay nhà thông minh mới chỉ được ứng dụng nhiều ở những căn biệt thự hay chung cư cao cấp. Sở dĩ sản phẩm này chưa phát triển rầm rộ bởi nhiều người còn e ngại tính bảo mật, giá thành và tâm lý tiêu dùng. Để giải bài toán về giá,
đồng thời tiếp cận người tiêu dùng làm quen với các sản phẩm nhà thông minh hơn. Mới đây, một số công ty công nghệ trong nước đã tìm ra giải pháp tạo dựng những căn nhà thông minh với giá mềm hơn, mở ra cơ hội sở hữu cho nhiều người. Như vậy, với giải pháp nhà thông minh này, người tiêu dùng chỉ cần chi ra một số tiền từ 30 đến 50 triệu đồng một căn hộ với chung cư 150m², hoặc từ 60 đến 90 triệu đồng đối với biệt thự liền kề có diện tích khoảng 200m² mỗi sàn, chỉ bằng 1/5 đến 1/10 giá các thương hiệu nước ngoài. Giá với 1,4 tỷ với căn hộ 69m² thì tôi thấy giá này rất là hợp lý cho những cái cặp vợ chồng trẻ giống như là gia đình của tôi. Hiện tại thì thu nhập cũng không cao lắm nhưng vẫn có thể mua được nhà. Theo đại diện doanh nghiệp sản xuất nhà thông minh BKAV, sau khi nhận thấy sản phẩm Smart Home đã có những bước hoàn chỉnh, đồng bộ, công ty đã định hướng song song phát triển thị trường trong nước và bắt đầu xúc tiến hợp tác thương mại với các đối tác nước ngoài. Hiện nay, BKAV Smart Home đang xuất khẩu sản phẩm đi các nước như châu Âu, Singapore, Ấn Độ và Myanmar. Và luôn luôn tức là tiếp cận những công nghệ mới nhất tích hợp vào trên hệ thống nhà thông minh để mình đưa đến cho khách hàng những cái giải pháp nhà thông minh thực sự thông minh và cảm thấy là tiện dụng và dễ sử dụng. Đồng thời khi người dùng họ dùng thì họ cảm thấy rất là thoải mái, an tâm. Tuy nhiên trong thời gian tới thì bên mình sẽ đưa ra những cái gói sản phẩm tức là cạnh tranh hơn nhằm đáp ứng tức là nhu cầu của nhiều người hơn. Đấy, tuy nhiên nó vẫn đảm bảo được tức là hệ thống đầy đủ cái tính năng của hệ thống nhà thông minh. Các nhà phân tích thị trường dự đoán làn sóng nhà thông minh sẽ không ngừng tỏa nhiệt trong thời gian tới và những ai nhanh tay sẽ nắm được lợi thế cạnh tranh, đặc biệt nhất là khi giá của những căn hộ thông minh vẫn đang còn ở ngưỡng hấp dẫn. Cái phân khúc này chắc chắn nó sẽ phát triển trong tương lai bởi vì là công nghệ hiện nay đang phát triển mà chúng ta lại mới đón nhận một cái tin vui, đó là tập đoàn Apple của Mỹ lại đang có một cái định hướng sẽ đầu tư một dự án về công nghệ cao ở tại Việt Nam với cái trị giá khoảng là 1 tỷ đô la Mỹ. Phải nói đó là những cái thông tin rất là thú vị đối với chúng ta hiện nay và điều đó nó sẽ giúp cho cái thị trường bất động sản chúng ta có thêm những cái căn hộ thông minh đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ. Với những tín hiệu đáng mừng trên, có thể thấy xu hướng thông minh đang dần trở thành tất yếu và ngôi nhà sẽ là trọng tâm của những chuyển biến công nghệ ấy. Giấc mơ nhà thông minh đã trở thành hiện thực và đang ngày càng gần gũi với người dân Việt Nam.